Bài suy niệm thứ 10. Lạy cha, sao cha bỏ con? Bị Chúa cha bỏ rơi. Lần đầu tiên tôi phải tự bào chữa trước tòa, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa ở với tôi và ban sức mạnh cho tôi, để rồi cả trong hoàn cảnh đó, tôi có thể rao giảng sứ điệp của Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi cho Timôteo, thư thứ 2, chương 4, câu 16-17. Những lời này của Thánh Phaolô phản ánh kinh nghiệm của chính tôi trong những năm cam go của cảnh tù đày. Không phải vì các giáo hữu và linh mục của tôi đã bỏ rơi tôi, nhưng không ai có thể làm gì được cho tôi. Tôi hoàn toàn bị cô lập và cảm nhiễm tình trạng bị bỏ rơi. Nhưng Chúa ở cùng tôi. Vì thế, cả khi Ngài ẩn mặt, Chúa Cha vẫn không bỏ rơi chúng ta. Nhà tù nơi tôi bị giam trong những tháng đầu, tọa lạc tại khu vực có nhiều tín hữu Công giáo, nhất trong thành phố Nha Trang, nơi tôi đã làm giám mục trong 8 năm. Từ phòng giam, sáng tối, tôi đều nghe thấy tiếng chuông nhà thờ chính tòa ngân vang, và suốt ngày tôi nghe những tiếng chuông của bao nhiêu giáo xứ và nhà dòng. Tôi ước mong được rời đi thật xa, lên miền núi, để khỏi phải nghe những tiếng chuông ấy. Ban đêm, trong cái thinh lặng của thành phố, tôi nghe lại tiếng sóng Thái Bình Dương mà tôi đã từng nghe thấy từ cửa văn phòng tòa giám mục của tôi. Không ai biết tôi ở đâu, mặc dù nhà tù chỉ cách nhà tôi vài cây số. Tôi sống tình trạng thật vô lý. Tối ngày mùng 1 tháng 12, 1976, như tôi đã kể, người ta đưa tôi từ nhà tù Thủ Đức xuống tàu Hải Phòng. Tối hôm ấy, trong khi chờ đợi, họ bắt chúng tôi ngồi xuống đất. Xa xa, cách đó 3-4 cây số, tôi thấy ánh điện của thành phố Sài Gòn, trung tâm của giáo phận mà tôi được bổ nhiệm làm giám mục phó. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, tôi biết rằng mình sắp bị đưa đi xa khỏi nơi này. Đau khổ ấy làm tôi rùng mình. Tôi nghĩ đến Thánh Phaolô tông đồ lúc giả từ các kỳ mục thành Ê-phê-sô tại Mileto. Khi biết rằng sẽ không bao giờ còn được nhìn lại họ nữa, còn tôi thì không được giả từ những người thân của tôi, tôi cũng không thể an ủi hoặc để lại cho họ lời khuyên nào. Trong thâm tâm, tôi giả từ họ, nhất là Đức Tổng Giám Mục Cao Niên Phaolô Nguyễn Văn Bình tốt lành của tôi. Tâm hồn tôi đau đớn khi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được nhìn lại họ nữa. Cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại họ. Tôi cảm thấy niềm đau khổ mục tử sâu xa trong tất cả những điều đó, nhưng tôi có thể làm chứng rằng Chúa Cha không hề bỏ rơi tôi và Ngài đã ban sức mạnh cho tôi. Những lúc ta bị bỏ rơi, có lẽ tất cả chúng ta nhiều lần cũng đã sống những giờ phút bị bỏ rơi như thế. Chúng ta cảm thấy không được thông cảm, nhiều lần bị thất vọng, bị phản bội, chúng ta cảm thấy không đủ sức và đơn độc trước những nhiệm vụ lớn hơn chúng ta. Chúng ta tiếp xúc với những đau khổ khốc liệt của giáo hội, của cả một dân tộc, có lúc cả ánh sáng đức tin và tình thương dường như cũng bị tắt ngúm, làm chúng ta rơi vào buồn thảm và lo âu. Có những đêm tối của tâm hồn vắng hay dài đã làm tối sầm niềm tin về sự hiện diện của một vị Thiên Chúa trong ta. Thật ra, Ngài vẫn ở gần kề và mang lại cho cuộc đời chúng ta một ý nghĩa. Đôi khi lại có những đêm tối mặt chiều kích,
thời đại và tập thể như thời đại ngày nay, trong đó như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận xét thật chí lý. Con người mặc dù đã chinh phục được nhiều sự, nhưng vẫn có nguy cơ rơi xuống vực thẳm của tình trạng bị bỏ rơi, bị cám dỗ vì chủ thuyết hư vô, cảm thấy sự vô lý của bao nhiêu đau khổ thể lý, tâm lý và tinh thần. Thánh Phaolô đã nói về những lúc bị bỏ rơi trầm trọng nhất, nguy hiểm do người đồng hương, nguy hiểm do dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm trong sa mạc, nguy hiểm trên biển. Sau cùng thánh nhân cho thấy chính điều buồn thảm nhất đối với Ngài, điều làm cho Ngài càng gần Chúa Giê-xu hơn, những nguy hiểm do những kẻ giả danh anh em. Thư thứ hai, gửi giáo hữu Cô-rinh-tô, chương 11, câu 26. Mầu nhiệm thập giá, đây là luật của tin mừng. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái. Và chính Chúa Giê-xu là người đầu tiên sống luật đó, Ngài đã chết thật. Nhưng sự sống dồi dào phát xuất từ cái chết ấy lại càng thật hơn. Sự sống ấy đắt giá dường nào. Chúa đã xuống trần vì yêu thương chúng ta, để thi hành chương trình cứu độ trần thế trong niềm hiệp nhất trọn vẹn với ý Chúa Cha. Maximo Hiển Tu đã viết, vì tình yêu vô biên đối với loài người, Chúa đã thực sự và do bản tính trở thành chính người mà Ngài yêu thương. Đó là sự hạ cốt, khôn tả của Thiên Chúa mà Thánh Phaolô cho chúng ta được chiêm ngưỡng qua bài ca nổi danh của thư gửi giáo đoàn Philippe. Khi thánh nhân trình bày cho chúng ta Chúa Kitô trong tác động từ bỏ thiên tính của Ngài để mặc lấy thân phận nô lệ và trở nên giống người phàm như chúng ta. Thư gửi tín hữu Philippe, chương 2, câu 6 đến câu 8. Đó là hình ảnh một Thiên Chúa hiến thân trọn vẹn, ban chính mạng sống mình đến tận cùng, cho đến độ chịu treo trên thập giá. Nơi đó Ngài gánh tất cả tội lỗi của trần gian, và đến nỗi mặc dầu vô tội, là người công chính, Ngài đã chấp nhận trở nên giống như người tội lỗi. Chúa Kitô đã chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, có nghĩa là khỏi tội lỗi, và vì chúng ta, Ngài trở nên kẻ bị nguyền rủa như Thánh Phaolô đã quả quyết. Đó là sự trao đổi kỳ diệu giữa Thiên Chúa và loài người, sự trao đổi yêu thương. Commercium caritatis, như Thánh Augustino đã nói, và là sự trao đổi cứu độ. Commercium salutare, như lời Thánh Leo cả. Chúa Giê-xu bị bỏ rơi, Thiên Chúa đã đối xử với người như kẻ có tội. Đó là lời chúng ta đọc thấy trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Và chính trên thánh giá, Chúa Giê-xu khi sắp lìa đời đã hướng về Chúa Cha và kêu lên: lạy Cha, sao Cha bỏ con?" Tiếng kêu huyền nhiệm của một vị Thiên Chúa cảm thấy vị Chúa Cha bỏ rơi. Trong những giờ phút tột đỉnh của cuộc đời, Chúa Giê-xu bị loài người phản bội, các môn đệ không còn ở với Ngài nữa, và giờ đây Thiên Chúa, vì Thiên Chúa mà Ngài vẫn gọi là Cha, Abba, cũng thinh lặng. Chúa Con cảm thấy sự trống rỗng ấy do sự vắng bóng của Cha,
mất cảm giác về sự hiện diện của cha, xác tín chắc chắn mình không bao giờ bị cô độc. Luôn luôn được cha lắng nghe và là dụng cụ tùy ý muốn của cha, nay nhường chỗ cho lời khẩn xin đầy âu lo. Bấy giờ, điều sâu thẳm nhất của Ngài dường như trở nên lu mờ, đó là sự kết hiệp thân tình của Ngài với cha. Đến độ, Ngài không còn cảm thấy là con nữa, Ngài kêu lên, lạy Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con, chứ không còn gọi Thiên Chúa là cha nữa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đi sâu vào mầu nhiệm cao siêu ấy và viết lại như sau. Ta có thể nói rằng những lời kêu cầu về tình trạng bị bỏ rơi này đã phát sinh do mối dây liên kết mật thiết giữa Chúa Con và Chúa Cha, và vì Chúa Cha đã để cho sự gian ác của tất cả chúng ta đổ xuống trên Chúa Con, và theo như Thánh Phaolô sẽ nói về sau này, đấng không hề biết tội, Thiên Chúa đã coi như Ngài là kẻ tội lỗi để mưu ích cho chúng ta. Cùng với gánh nặng kinh khủng đó, bao trùm toàn thể sự ác quay lưng lại với Thiên Chúa. Chứa đựng trong tội lỗi, Chúa Kitô do sự kết hiệp sâu xa trong tình con thảo với cha, nhận thức được một cách không thể diễn tả được theo kiểu loài người. Sự đau khổ vì bị xa cách Chúa Cha, bị cha từ bỏ, bị đoạn giao với Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá cũng quả quyết rằng đó là tình trạng bị bỏ rơi thê thảm nhất mà Chúa Giêsu cảm nghiệm trong cuộc sống trần thế của Ngài. Theo thể thức ấy, Chúa Giêsu bị hủy diệt và hầu như trở nên hư không. Tuy nhiên, Thánh Nhân cũng nói thêm rằng, chính trong lúc cùng cực như thế, Chúa Kitô đã hoàn tất công trình kỳ diệu nhất, hơn cả những công trình Ngài đã thực hiện trên trời dưới đất trong cuộc sống trần thế đầy những phép lạ và kỳ công. Công trình kỳ diệu ấy chính là sự hòa giải và kết hiệp nhân loại với Thiên Chúa bằng ân thánh. Gioan Thánh Giá, Salita del Monte Carmelo. Vì thế, tột đỉnh đau khổ mà con Thiên Chúa phải chịu mở rộng trước mắt chúng ta, tột đỉnh tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Trong một kinh nguyện nồng nhiệt, Chiara Lubich đã nói, để chúng con được ánh sáng, Chúa đã trở nên mù lòa. Để chúng con được hiệp nhất, Chúa đã chịu xa cách Chúa Cha. Để chúng con được khôn ngoan, Chúa đã trở nên dốt nát. Để chúng con được trở nên vô tội, Chúa đã trở thành người tội lỗi. Để chúng con hy vọng, Chúa đã hầu như tuyệt vọng. Để Thiên Chúa ở trong chúng con, Chúa đã cảm nghiệm tình trạng bị xa cách Thiên Chúa. Để chúng con chiếm hữu thiên đàng, Chúa đã cảm nghiệm hỏa ngục. Để cho chúng con được vui sống trên mặt đất này, giữa hàng trăm anh chị em, Chúa đã chịu cảnh bị gạt bỏ khỏi trời đất, khỏi loài người và thiên nhiên. Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa của con, là Thiên Chúa của tình yêu vô bờ bến của chúng con. Chiara Lubich, perché fosse nostro in cielo. Hiệp nhất với Chúa Cha, nhưng chúng ta được phép nghĩ rằng trong giờ cùng cực, Chúa Con cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Cả Chúa Cha cũng sống cùng một cuộc khổ nạn tình yêu như Chúa Con. Thực vậy, khi trao ban con mình, nghĩa là để cho người đi tới tận cùng sự xa cách Thiên Chúa do tội lỗi gây nên, cả Chúa Cha cũng hiệp thông một cách nào đó với tất cả sự đau khổ của nhân loại.
tình yêu cao vời của Ngài đối với nhân loại cũng đưa Ngài tới chỗ đó. Chúa Con khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi, đã tái phó thác cho Cha bằng một tác động tình yêu vô biên. Lạy Cha, Con xin phó thác hồn Con trong tay Cha. Qua đó, Ngài chứng tỏ mình là một với Chúa Cha trong tình yêu thương, là một với Cha trong Thánh Thần tình yêu liên kết Cha Con với nhau. Vì thế, một cách huyền nhiệm rất thực tế, kinh nghiệm bị xa cách Chúa cũng bao gồm kinh nghiệm về sự hiệp nhất với Thiên Chúa Cha cách rất trọn vẹn. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết một cách rất sâu xa, tình trạng Chúa Con bị Chúa Cha bỏ rơi trong Thánh Linh có chứa đựng trọn vẹn tình yêu mang lại ơn cứu độ, sự hiệp nhất hoàn toàn của Chúa Con với Chúa Cha trong Thánh Linh. Trạng thái năng động, kỳ diệu ấy của tình yêu Thiên Chúa, mọi đau khổ của chúng ta được đón nhận và biến đổi. Mọi trống rỗng được lấp đầy và mọi tội lỗi được cứu chuộc. Tình trạng chúng ta bị bỏ rơi, bị xa cách Chúa, nay được vượt thắng. Tôi hoàn tất trên thân xác tôi. Có một màu nhiệm sâu thẳm trong tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên thánh giá. Tiếng kêu ấy gồm tóm mọi tiếng kêu của nhân loại. Đó là tiếng kêu khi sinh ra tạo vật mới, khi tái sinh chúng ta làm con Thiên Chúa. Nhưng sự sinh ra ấy không thể hoàn thành mà không có chúng ta. Tình yêu tột độ của Chúa Giê-xu thúc đẩy chúng ta sống mọi đau khổ như Ngài và trong Ngài, theo mức độ được ban cho chúng ta, và chúng ta có thể làm được điều ấy. Chúng ta có thể làm được nếu biết nhìn nhận trong mọi đau khổ của bản thân và tha nhân một bóng dáng đau khổ vô biên của Chúa, một khía cạnh, một nét mặt của Ngài. Mỗi khi đau khổ xuất hiện, chúng ta không xua đuổi nó, nhưng tiếp nhận nó trong thâm tâm, như thể chúng ta đón nhận Chúa. Và rồi, nếu quên mình đi, chúng ta đáp ứng đầy yêu thương những gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta trong giây phút hiện tại, nơi tha nhân mà Người đặt trước chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng, rất nhiều khi đau khổ tan biến như thế nhờ phép này, và chỉ còn lại trong tâm hồn tình yêu mà thôi. Khi nêu cao giá trị của mỗi đau khổ như thế, chúng ta một trong vô số khuôn mặt của Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, và khi kết hiệp những đau khổ ấy với đau khổ của Ngài, chúng ta bước vào chính trong sức năng động của đau khổ, yêu thương, tham dự vào ánh sáng, sức mạnh, an bình của Chúa, và tìm lại được trong chúng ta một sự hiện diện mới mẻ và sung mãn hơn của Thiên Chúa. Tôi nhớ lại kinh nghiệm của tôi trong những năm đen tối của cảnh tù đầy. Trong thẳm sâu những đau khổ của tôi, có một vài tâm tình mang lại cho tôi an bình trong tâm hồn. Tôi không bao giờ ngừng yêu mến tất cả mọi người. Tôi không loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ, chính Thiên Chúa là tình thương sẽ xét xử tôi, chứ không phải thế gian, không phải nhà nước, không phải guồng máy tuyên truyền. Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại một mình Thiên Chúa là không thay đổi. Tôi ở trong tay Mẹ Maria. Tôi phải trung thành theo gương các tiền nhân tử đạo của tôi, trung thành với giáo huấn tôi đã học từ Mẹ Hiền khi còn nhỏ.
vì nhiệm thể là hội thánh. Nhưng kết hiệp mọi đau khổ với đau khổ của Chúa Kitô trên thánh giá cũng có nghĩa là cùng với Ngài và trong Ngài trở nên dụng cụ cứu độ. Ở đây tôi nghĩ đến chúng ta là các linh mục. Tại sao các tín hữu hành hương đến làng ác một lòng một ý, sát cánh nhau quanh bàn thờ, trên đó Thánh Gioan Maria Vianney cử hành thánh lễ? Và tại sao các tín hữu hành hương tham dự thánh lễ của Cha Pio ở San Giovanni Rotondo bị thu hút bởi mầu nhiệm diễn ra trước mặt họ, đến độ họ không còn cảm giác thấy thời gian trôi qua nữa, vì họ thấy trước mặt họ một linh mục đồng hóa với Chúa Giêsu trên thánh giá, đến độ có thể nói được như Thánh Phaolô: tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để mưu ích cho thân mình Ngài là giáo hội. Trong mỗi thánh lễ, như Cha Sở Họ Ác, như Cha Pio, chúng ta được bao quanh bởi toàn thể thế giới, với tất cả những nơi trong đó Thiên Chúa đang khóc với tất cả những tội lỗi và mọi đau khổ của nhân loại. Chúng ta nghe thấy điều đó bằng đôi tai của chúng ta, cảm thấy đau đớn bằng trái tim của chúng ta, và hãy để cho Thánh Linh cầu nguyện trong chúng ta với những lời, với những tiếng rên xiết khôn tả. Tất cả chúng ta có thể kết hiệp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang ngự trên bàn thờ, và chúng ta có thể đồng hóa với Ngài. Như thế, trong đức tin, chúng ta có thể đầy vui mừng cả khi Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài cho mọi người. Chúa Kitô chịu đóng đinh là hy vọng của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta chịu khổ đau nhiều với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ được chứa chan niềm an vui của Ngài. Bài suy niệm thứ 11. Làm sao phân rẽ được thân xác? Để thế gian tin. Tôi vẫn còn như trông thấy trước mắt buổi cử hành đại kết mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự của nhiều nhân vật lãnh đạo thuộc các giáo hội khác nhau. Tôi trông thấy Đức Thánh Cha quỳ trên ngưỡng cửa thánh cùng với Đức Tổng Giám mục Chính thống Athanasios và Đức Tổng Giám mục Canterbury George Carey. Tôi thấy các vị nâng cao sách tin mừng hướng về bốn phương của trái đất. Tôi thấy các vị chúc bình an cho nhau. Và tôi nhớ đến tiếng hô to của đám đông gồm các tín hữu Công giáo, Chính thống và Tin lành ở Bucharest hồi tháng 5 năm ngoái, khi Đức Gioan Phaolô đề nghị và Đức Thượng phụ Theotis tặng chén thánh cho nhau. Họ la lên: hiệp nhất, hiệp nhất. Con đường lôi cuốn tới sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa các Kitô giáo là một ưu tiên của năm thánh. Chúng ta biết điều đó vừa khó khăn vừa cấp thiết chừng nào. Chúng ta biết rằng chỉ có sự hoán cải của con tim, chỉ có sự can thiệp đặc biệt của Chúa Thánh Thần mới có thể làm được phép lạ đó. Vì thế nên tôi muốn dành bài suy niệm hôm nay cho cuộc đối thoại đại kết. Tiếng kêu thét của Đức Giêsu khi nhìn thấy sự chia rẽ giữa các tín hữu, tôi nghĩ tới thân thể của Chúa Kitô. Một thân thể có thể bị chia sẻ sao? Giáo hội, thân thể của Chúa Kitô có thể bị chia rẽ sao? Đó là câu hỏi rung động phát xuất từ con tim của Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, giống như một tiếng kêu cầu khẩn
tôi cảm nhận trong câu hỏi đó sự kinh hãi của Thánh Phaolô trước các chia rẽ của cộng đoàn Côrintô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Và tôi nghe thấy trong câu hỏi đó tiếng kêu của Đức Giêsu trên thập giá: Lạy Cha, ước gì chúng nên một để thế giới tin. Đã là lời cầu tha thiết của Ngài. Xuống trần gian, Ngài đã khơi dậy giáo hội như dân được quy tụ với sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Với ơn bí tích Thánh Thể, Ngài đã biến giáo hội trở thành thân thể của Ngài. Với việc gửi Chúa Thánh Thần, Ngài đã rèn luyện nên dụng cụ để kết hiệp tất cả mọi người trong một gia đình duy nhất. Trong Chúa Kitô, giáo hội như là một bí tích, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự kết hiệp thâm tình với Thiên Chúa và sự kết hiệp của toàn nhân loại. Nhưng vì các biến cố buồn thương của lịch sử và sự yếu đuối của con người, của những người đã được rửa tội trong cùng một thần khí để làm thành một thân thể duy nhất, chia rẽ nhau, dụng cụ của sự hiệp nhất lại không hiệp nhất. Đó là vết thương của giáo hội, đó là vết thương của Đức Kitô. Như thế, làm sao sứ điệp của tin mừng có thể gây ảnh hưởng được? Và với các giả thuyết này, làm sao có thể khâu vá vết rách của chủ thuyết tục hóa và chủ thuyết vô thần khiến cho hàng triệu người trong các vùng đất của truyền thống Kitô giáo cổ kính sống như thể không có Thiên Chúa? Theo viễn tượng của Công đồng Chung Vatican II, chúng ta được mời gọi làm tiên tri và men hiệp nhất giữa lòng nhân loại. Nhưng làm sao chúng ta có thể chu toàn được sứ mệnh này một cách hữu hiệu nếu giữa chúng ta có chia rẽ? Và làm sao chương trình của Thiên Chúa đối với lịch sử có thể tiến triển được, có thể thắng vượt được các chênh lệch kinh tế khủng khiếp nhẫn chìm hàng tỷ người trong cảnh bần cùng tuyệt đối nhất, có thể hủy bỏ cái luận lý của quyền lực và lợi lộc luôn làm nảy sinh ra các cuộc chiến mới tàn khốc? Cũng vậy, làm sao có thể hiệp nhất các khác biệt giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo nếu Kitô hữu chúng ta, nếu giáo hội của Đức Kitô rõ ràng không là mẫu gương của sự hiệp nhất? Tôi nghe thấy trong tất cả các câu hỏi này tiếng kêu thét của Đức Giêsu: Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha bỏ con? Hay ta khát khao trông thấy thần khí của ta, thần khí của tình yêu tự do di chuyển trong khắp mọi phần của thân mình. Ta khao khát trông thấy những người đã được rửa tội quy tụ thành dụng cụ của sự hiệp nhất. Ta khát khao trông thấy hoa trái sự hiến dâng của ta, đó là giáo hội hiệp nhất. Hiệp nhất, hiệp nhất, người dân đã kêu lên tại Bucharest, và Đức Gioan Phaolô đề nghị đã kêu lên tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Cảm ơn tiếng nói đó, cảm ơn tiếng nói ủi an của các anh chị em chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng có thể kêu lên như họ khi ra khỏi đền thờ này: hiệp nhất, hiệp nhất. Hy vọng trong tuyệt vọng. Một vị giám mục có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đã nói, người ta bước vào trong cuộc đối thoại đại tế với nhiều hy vọng và hy vọng trong tuyệt vọng. Trong tông thư ngàn năm thứ ba, công bố hồi năm 1994, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói lên ước vọng rằng các tín hữu Kitô vào dịp năm thánh, nếu không hiệp nhất hoàn toàn với nhau
thì ít ra cũng gần thắng vượt được các chia rẽ của ngàn năm thứ hai. Đến lúc đó, các viễn tượng của cuộc đối thoại đại kết nói một cách nhân loại không phải là tốt đẹp nhất. Và chính trong các năm đó cũng đã có những chướng ngại mới cản trở sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn giữa các Kitô hữu. Có một sự bi quan nào đó đang lan rộng, nhưng sự hiệp nhất là công trình của Chúa Thánh Thần. Thần học gia Maxturian là người đã làm việc lâu năm trong hội đồng đại kết các tôn giáo, kể lại rằng, trong một lúc khó khăn, có người xin ông đừng nản chí, thì ông trả lời, nản chí, không bao giờ, phải tiến tới, mỗi người trong phận vụ của mình, với sự nghiêm chỉnh và lòng trung thành, khi một người không ngờ tới nhất, mở ra một kẽ hở nào đó, lịch sử sẽ nhảy được một bước thật xa. Chính trên ngưỡng cửa của năm thánh đã có một vài biến cố khiến cho chúng ta hy vọng vào một bước nhảy vọt này. Ngày 31 tháng 10 năm ngoái, giữa tiếng reo vui của dân chúng và sự cảm động của giới hữu trách, tuyên ngôn chung liên quan tới giáo lý về công chính hóa đã được hai giáo hội Công giáo và Tin lành Luther ký kết tại thành phố Augsburg. Nhiều người hiện diện đã bày tỏ cảm tưởng như sau: đối với tôi, hình như Chúa Thánh Thần bay là trên hội nghị này, và sức mạnh của sự chia rẽ được giảm bớt. Chưa bao giờ tôi lại cảm nghiệm được một niềm hạnh phúc như thế. Cả với các giáo hội Đông Phương cũng đã có các bước tiến ý nghĩa. Sau chuyến viếng thăm không quên được tại Rumania hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có thể viếng thăm giáo hội chính thống tại Georgia. Và vào những ngày đầu tháng 12, các giáo hội hiện diện tại thánh địa đã cùng nhau mở năm thánh tại Bethlehem với một sự tham dự đông đảo chưa từng thấy. Ít ngày sau đó, việc nghiên cứu gương mặt của John Hus được các giáo hội xét khởi sự đã đạt cao điểm với một hội nghị tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Đây là giai đoạn quan trọng thanh tẩy ký ức, trao ban hy vọng cho sự kết hiệp trọn vẹn giữa các Kitô hữu của quốc gia này. Thế rồi, tới cuộc gặp gỡ lịch sử tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, quy tụ đại diện các giáo hội khác nhau trên thế giới. Đông đảo nhất kể từ Công đồng chung Vatican II cho tới nay. Đức Tổng giám mục Athanasios sau đó đã bình luận, tất cả chúng ta đều phải lập lại cử chỉ đó, hoán cải con tim. Còn Đức Tổng giám mục George Carey thì tuyên bố, tôi được khích lệ rất nhiều và tiến tới. Phỏng vấn trên đài truyền hình Sát 2000 ngày 19 tháng 1 năm 2000. Ít ngày trước tuần tĩnh tâm này, chúng ta đã say mê theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bên Ai Cập. Cảm động và thân tình biết bao đối với toàn thể Kitô giáo và thế giới khi Đức Giáo chủ Senuda III nói với Đức Thánh Cha: thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi yêu mến Ngài. Và câu trả lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáp lại: chúng tôi cũng yêu mến anh em. Trích báo Quan sát viên Roma ngày 27 tháng 2 năm 2000. Sau cùng, việc can đảm xưng thú các lỗi lầm gây tổn thương đến sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm nay gây tiếng vang rộng lớn trên toàn thế giới. Hy sinh vì hiệp nhất, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã liên lỉ nhắc nhớ
cho chúng ta rằng trong nỗ lực của cuộc đối thoại đại kết không được để mất thời giờ. Vào đầu một thế kỷ mới và một ngàn năm mới đang đề ra những thách đố cho gia đình nhân loại, chứng tá chung này là điều thật quan trọng. Tuy nhiên, theo thước đo của loài người, con đường tiến tới sự hiệp thông hữu hình toàn vẹn của tất cả mọi người đã lãnh nhận ý thức rửa tội, giờ đây xem ra còn dài. Tôi nhớ tới một giai thoại mà thầy Roger Swift đã kể lại cho tôi nghe tại TG. Hồi đó, thầy viếng thăm Constantinople. Thầy nói, khi chúng tôi giả từ Đức Thượng Phụ Athenagora, thì bất ngờ Đức Thượng Phụ lại tiến về phía tôi một lần nữa, rồi Ngài giơ hai tay lên, như nâng một chén thánh, với đôi mắt sáng rực như lửa và một giọng nói cảm động. Đức Thượng Phụ nói với tôi, đây là sự hiệp nhất. Và tôi nhớ tới sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Karen mới đây tại Roma. Ngài đã tâm sự với tôi, mỗi khi tôi đến thăm các hang tọa đạo, tôi cảm thấy gần gũi các tông đồ. Tôi sống lại bầu khí của giáo hội thời sơ khai. Và Đức Tổng giám mục Karen đã bày tỏ lòng khâm phục rất lớn đối với Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II, cũng như niềm hoài mong về sự hiệp nhất trọn vẹn. Nhưng phải dựa vào đâu để đạt tới đích điểm lớn lao và xem ra khó khăn như thế? Thách đố lớn về sự hiệp nhất của các giáo hội đòi hỏi chúng ta đào sâu thêm ý nghĩa cao vời của mầu nhiệm phục sinh. Đức Giê-xu trong lúc bị bỏ rơi xem ra đã mất đi sự hiệp nhất với Thiên Chúa Cha và với loài người. Là hình ảnh của sự chia rẽ hiện nay giữa các giáo hội. Khi khám phá ra gương mặt của Chúa trong vết thương chia rẽ đó và yêu thương Chúa say mê trong hoàn cảnh buồn thương này, chúng ta có thể tìm ra sức mạnh để không trốn chạy khổ đau và khó khăn, ghi dấu con đường dẫn đến sự hiệp thông toàn vẹn. Hiệp nhất với người trên thập giá, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để đương đầu với chúng. Cùng với Ngài bước qua cửa thánh của thập giá, chúng ta cũng có thể tìm ra con đường giúp chữa lành các vết thương của thân thể Chúa. Chính trong lúc sống kinh nghiệm sự chia rẽ thẳm sâu nhất, Chúa đã sinh ra hội thánh. Chính khi cùng Ngài dừng lại nơi vết thương, chia rẽ với tình yêu, yêu thương vô bờ bến, chúng ta cũng có thể là dụng cụ của sự hiệp nhất. Trong sự dốc đổ vì yêu thương, Ngài dạy chúng ta con đường dẫn tới sự tràn đầy. Trong sự hạ mình triệt để và trong sự lột bỏ mọi của cải giàu sang, Ngài chỉ cho chúng ta thấy cung cách và mức độ yêu thương dẫn tới sự hiệp nhất. Hiệp thông với Ngài là con đường giúp chúng ta thắng vượt mọi tự mãn và tiếp nhận nhau, mở ra các cánh cửa dường như đóng kín luôn mãi. Nhận biết các lỗi lầm và tha thứ cho nhau, yêu thương nhau với tình mến, che lấp tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ngày 18 tháng Giêng năm 2000, trích lại thông điệp Ut Unum Sin. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, ngưỡng vọng hiệp nhất đi song song với khả năng hy sinh sâu thẳm. Và Ngài giải thích, chấp nhận hy sinh của sự hiệp nhất có nghĩa là thay đổi cái nhìn của chúng ta, rộng mở chân trời của chúng ta
biết nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần tác động nơi các người anh em, khám phá ra các gương mặt mới mẻ của sự thánh thiện và vươn tới những hình thức dấn thân còn chưa được biết tới. Hoán cải tâm linh. Cùng với toàn thể giáo hội, tôi muốn cảm tạ Chúa về ơn hiệp đức mà Đức Giêsu chịu đóng đinh đã ban cho chúng ta. Và cùng với tất cả mọi người, tôi muốn bước theo chân người, sẵn sàng hoán cải, con tim là nền tảng của cuộc đối thoại đại kết đích thực. Các lời sau đây của Đức Thượng Phụ Athenagora đã đánh động tôi rất nhiều. Người nói, cần phải thành công trong việc giải giáp chính chúng ta. Cuộc chiến này tôi đã tham dự trong biết bao nhiêu năm rồi. Thật là khủng khiếp, nhưng giờ đây tôi tự hạ thế giới. Tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, bởi vì tình yêu đánh đuổi sợ hãi. Tôi rút bỏ khí giới muốn chiến thắng, khí giới biện minh cho tôi và làm thiệt thòi cho người khác. Tôi không còn ở trong tình trạng báo động, khư khư bám lấy các thứ của cải giàu sang của mình nữa. Tôi tiếp nhận và chia sẻ. Tôi không đặc biệt chú ý tới các tư tưởng và các dự tính của tôi nữa. Nếu có các đề nghị tốt hơn được đưa ra, tôi sẵn sàng chấp nhận ngay. Mà dù không tốt hơn, thì tốt thôi cũng được rồi. Các bạn biết không, tôi đã khước từ sự so sánh. Điều gì tốt lành, chân thật và thực tế, dù bất cứ ở đâu, cũng là điều tuyệt hảo đối với tôi. Vì thế, tôi không sợ hãi nữa. Khi không chiếm hữu gì nữa, người ta không còn sợ hãi nữa. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu Chúa Kitô? Nhưng nếu chúng ta hạ hết thế giới xuống, nếu chúng ta từ bỏ chính mình, nếu chúng ta rộng mở cho Thiên Chúa làm người, đấng đổi mới mọi sự, khi đó chính Ngài sẽ xóa bỏ quá khứ gian ác và tái lập cho chúng ta một thời kỳ mới, trong đó mọi sự đều có thể. Trích tài liệu Athenagora, Giáo hội Chính thống và Tương lai Đại kết, đối thoại với Olivier Clément, năm 1995. Một thời kỳ mới, thời của hiệp nhất, một thời kỳ trong đó Chúa Kitô chịu đóng đinh sẽ trông thấy hoa trái tràn đầy việc Ngài hiến tế. Một thời kỳ trong đó chúng ta có thể nói với những người nghĩ rằng họ còn đang bị vùi lấp dưới hố sâu chia rẽ của các Kitô hữu. Người không ở đây, người đã sống lại rồi.